Thuốc nuôi gà Điền Bình Chánh xin kính chào anh em Số điện thoại của Điền là 0347471112 thì ở ngay chợ Hưng Long Bình Chánh Anh em nào gần thì chạy qua nhà Điền lấy hàng trực tiếp cho mau lẹ anh em Hôm nay ngày 11 tháng 9 năm 2023 Thì Điền làm cái video để uh, lưu ý lại với anh em về cái cách xài Ginseng với B12 năm rưỡi Tại vì uh, Điền cũng có làm 2 đến 3 clip là lưu ý về này rồi Nhưng mà có thể clip cũ nó hơi trôi thì cũng có số anh em nhắn tin gọi điện cho điền uh, mua thuốc á rồi uh, không biết cái cách xài điền cũng có giấy hướng dẫn anh em nhiều khi anh em còn thắc mắc nhưng mà cái tỷ lệ bán của cái cặp này thì nó cao nó nhiều nên số lượng anh em biết xài cũng nhiều mà chưa biết xài cũng có là gai nên uh, điền ráng làm cái clip này để uh, thêm một lần nữa thì anh em nào biết rồi thì có thể uh, uh, mình lướt qua anh em còn anh em nào uh, chưa có uh, hiểu rõ về nó thì mình ngồi xem để mình hiểu hơn về nó để xài nó đạt cái hiệu quả cao nha anh em thì anh em xem video thì nhớ cho điện một like nha anh em để đừng có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem về những dòng thuốc nuôi mới những uh, thuốc uh, tăng bo cấp tốc giá cả của nó theo ngày tháng nha anh em thì cái thời gian gần đây á cái giá thuốc nó cứ liên tục tăng do phí vận chuyển nó tăng nha anh em thật sự thì lúc này đang nó đang chừng lại cái giá không có giảm hầu như không có giảm gì chứ nhưng mà cái nào mà có giá tốt được thì điện sẽ tranh thủ hạ giá để uh, cạnh tranh để cho anh em sử dụng được cái giá tốt nhất chứ thật sự bán điện cũng canh cái cái phần lời mình hợp lý thôi chứ cũng không có lời quá để lên anh em kèo này thì Ginsen với B212 năm gửi này là cái cặp thuốc nuôi được anh em sử dụng cực kỳ rộng rãi hiện nay thì cái giá của nó là Ginsen nha anh em Ginsen này cái chai nhỏ miệng này 200 ngàn chai 5 tặng 1 10 tặng 2 nha anh em còn B12 năm gửi dân chích này chai 10C là 200 rưỡi chai 100C là 2 triệu 3 .000. hiện nay cái giá nó đang cực kỳ căng luôn đó thì Ginsen là cái dòng thuốc nuôi chứa rất là nhiều vitamin axit amin tin nhân sâm hàm lượng nó có trong đây nè anh em hàm lượng cực kỳ cao tan nhanh nên nó hiệu quả một đến hai lần sử dụng thì anh em lưu ý khi xài nó thì anh em có thể nuôi từ con gà tơ lên luôn nghe anh em nó có bốn cái công dụng anh em nuôi từ cái con gà tơ lên luôn để nó thành một cái con gà chiến đấu thật sự gà bị loãng lẻn anh em có thể xài chung luôn anh em khỏi cần tốn mua thuốc loại thuốc khác để anh em nuôi dưỡng cái con gà loãng lẻn thêm một loại nữa là gà bị tan về anh em có thể sử dụng luôn nó hoặc là gà anh em đang nuôi cứng rồi anh em cần sử dụng để một tuần hai tuần nữa để anh em chơi thì thằng này là cực kỳ thích hợp luôn anh tại vì nó có bốn cái cách xài là khi anh em mua hàng thì liền sẽ có giấy hướng dẫn sử dụng cho anh em cụ thể trong này nè vô bọc một chai hoặc là ba chai nó ba chai vậy thì cứ tính bịch thôi anh em mua nhiều thì cứ tính thôi 10 thì nó ra 12 còn hai chục thì ra 24 mươi đó thằng này là xài cực kỳ nhiều nên đừng lưu ý lại cái cách xài của nó thì anh em xài ngày nhỏ ngày nghỉ nuôi tầm khoảng 2 đến 3 tuần nào anh em sổ thấy gà nó đạt phong độ đỉnh cao thì anh em chơi còn thằng này chích tận lần ngưng 3 ngày trước khi anh em ra trận nha cái cặp này sử dụng song song luôn nó thằng này thì hiện nay nhỏ thì mai anh em có thể chơi được rồi đó hoặc là anh em nhỏ buổi chiều tối này nè mai có độ thì anh em chơi gà nó canh đúng phong độ thì anh em chơi thôi nó không cần phải kiên cử không Còn phải ngưng trước 3 ngày hay 5 ngày gì hết á tại vì nó tan rất là nhanh mình đã thử nghiệm rồi còn thằng này đặc biệt phải ngưng 3 ngày nha anh em để đạt hiệu quả tối ưu trong uh, 3 ngày đó thì anh em nếu mà anh em ra trường cho em chơi thì gà nó rất là là dẻo nó dở hơi á nó bở bở sao á cái chân nó không có dứt phát không có thẳng chân nha anh em điền đã nghiên cứu test rất là kỹ rồi để như anh em chích ngày chích anh em bỏ nghỉ thêm hai ngày nữa và qua cái ngày thứ ba thứ tư đó thứ năm là anh em là đang nó đang phong độ đó thường thường là nó như vậy nghe anh em thì anh em thấy con gà mà những thể phong độ là nó sung nó quần bội nữa tục làm dữ lắm thì anh em nhấp chân mạnh thì chơi thôi đó cả cái lưu ý thì cái lưu ý thứ hai nữa là không kỹ nước không kỹ nắng gì không phải là cái dạng thuốc tăng bo cấp tóc nha anh em nó là cái dạng nuôi nuôi để bổ sung những cái vitamin những cái dưỡng chất cực mạnh mà nó giúp con gà mình nó sung mạnh bo lớn và bền bỉ hai cái đó là phải đi đâu với nhau nghe anh em bo lớn đề ba nước đầu cực mạnh nước sau bền bỉ về phía nó cứ dậy hoài chứ mà anh em đề ba mạnh mà vô nước sau nên em bết cũng không ngon mà lúc đầu lừ lừ vô nước sau mới mạnh thì cũng không ngon hai cái là nó phải đi đâu với nhau thằng này hai cái cặp này là đáp ứng được nhu cầu nghe anh em còn anh em mà thí dụ như anh em không có điều kiện nhiều hoặc anh em không thích chích thì anh em sử dụng cái cặp này là cũng là đạt hiệu quả khoảng 90 đến 95 phần trăm đáp ứng nhu cầu ginseng này chứa dưỡng chất nhiều dễ xài mát gà lắm một cái lưu ý nữa khi anh em xài cái ginseng này nha anh em thì anh em về anh em xé cái siêu này ra đó anh em xé siêu ra anh em dặn cái nấm màu vàng nè nó 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 có luôn cái cùi màu trắng nữa nghe anh em cái chai điền xài điền bỏ dưới tiêu rồi không có còn chai mới nên chưa khui ra cho anh em xem nó nó có nguyên cùi màu vàng thì anh em bóp cái nấm này thì nước nó nước nó thuốc nó vô anh em tới anh em kê vô miệng gà thì anh em bóp cái nấm này thì nước nó chạy cho ra thì anh em nhỏ canh khoảng 8 giọt 10 giọt đều được cho nghe anh em không cần phải nhất thiết 8 giọt là 8 giọt tại vì thuốc nuôi nó không có cái thằng này nó rất là dễ chịu nó không có lá liều nó không có nóng không có hư gà gì đó nên anh em rất là dễ xài nhưng mà anh em nhỏ điều độ nó hay hơn là anh em nhỏ lần. Thí dụ anh em nhỏ lần mười mấy giọt. Thì nó chỉ hao mình thôi. Nó không có hấp thụ được hết. Nó chỉ hấp thụ tầm 8 chín giọt. Điền đã cũng xài tới lui mấy lần. Nên liền nghiên cứu kỹ cái liều cho anh em khoảng 8 giọt là nó thích hợp. Cái gì nó vô đều 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 cái lượng như đó. Thí dụ anh em nhỏ 15 giọt đi. Thì nó cũng hấp thụ chừng 8 giọt à. 7 giọt kia anh em bỏ. Nên nó phí. Nên anh em xài cái theo cái liều nghiên cứu của Điền đi. Điền xài thì thấy con gà nó mạnh, nó bền, rõ ràng thấy rõ luôn á nước kia nó không hóc nha anh em những nem gà đòn đã xài công nhận mười mấy hai mươi hồ rồi vẫn tỉnh bơ nha anh em thì anh em biết con gà cựa mình nó tuy rằng nhiều trận nó ăn nhanh thiệt nhưng mà đâu phải mỗi trận đều nhanh đâu anh em nhiều khi nó 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 con này giả quan kia giả lại thì nó cũng kéo dài chứ đâu phải lâu đâu nên em thủ đi chứ mình nuôi gà ngon người ta cũng đâu có nuôi gà dở đâu xài cái cặp này nó mạnh hơn galumin với B15-12 bán cũng vậy anh em xài cái này rồi là dính vô cái này luôn cái tỷ lệ nó nhiều gấp 10 lần galumin với B15-12 mà à, anh em nào mua thì hú điện anh em số điện thoại 0 3 4 7, -4 -7 -1 -1 còn anh em nào ở gần khu vực chợ Hưng Long mình tránh thì anh em cứ chạy trực tiếp qua nhà điền hàng có sẵn hết trơn anh em xe nó cũng đang về Rồi thì xin cảm ơn tất cả anh em đã xem clip. Chào anh em, hẹn gặp anh em những video tiếp theo nha anh em.